tô bánh canh cua phồng tôm lạ miệng, nước dùng đậm đà, thơm mùi cua, bánh phồng tôm dai mềm, ăn cùng với thịt và hải sản tươi ngọt, ngon chất lượng. Gặp lại các bạn trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô ơi, hôm nay hai cô trò mình sẽ đu xu hướng, gọi là đu trend. Đó, cô em là coi nhiều cái clip nấu ăn, xong em thấy mọi người lấy cái bánh phồng tôm, mọi người làm bánh bèo. Nhưng mà tất nhiên là em sẽ không có nhờ cô làm bánh bèo, em phải thử thách cô, nhờ cô làm một cái món khác từ bánh phồng tôm. Bây giờ không làm bánh bèo ha. Dạ. Vậy thì cô sẽ lấy bánh phồng tôm làm món bánh canh. Hứa hẹn đây sẽ là một clip lên xu hướng để cho mọi người thực hiện tại nhà. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm món bánh canh cua phồng tôm. Và theo chuyên gia dinh dưỡng thì món bánh canh cua phồng tôm sẽ giúp hỗ trợ xây dựng khối cơ xương rất tốt. Phần thịt bắp giò heo này sau khi mua về sơ chế sạch thì chúng ta sẽ ướp vào một muỗng cà phê hạt nêm Asino heo. Sau đó thì mình sẽ dùng chỉ mình cột lại như thế này nè, quấn tròn để hồi mình luộc xong á, mình đem ra mình cắt thì nó sẽ đẹp hơn. Ta sẽ luộc chín thì mình sẽ vớt ra. Đây, bánh phồng tôm theo xu hướng giới trẻ. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ ngâm bánh phồng tôm trước để bánh chín đều và không bị sượng nha. Cô sẽ cho tôm này vô luộc đây luôn nha. Dạ, trong món ăn của mình ngày hôm nay thì em thấy là có thịt nè, tôm nè, nấm nè, cua nè. Bên cạnh việc là cung cấp protein thì còn cung cấp nhiều canxi và vitamin D sẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng khối cơ xương. Khi mà tôm luộc chín thì chúng ta sẽ vớt ra và ngâm vào nước đá để cho tôm được săn. Và sau đó thì chúng ta sẽ bỏ đầu và lột vỏ ha. Minh Tuấn sẽ xào giùm cô cái phần nấm rơm. Phi một nửa hành tím này. Có cần vàng không cô? Cho hơi vàng vàng xíu thì cho nó thơm thơm. Mình sẽ cho cái phần nấm rơm này vô mình xào. Nấm rơm khi mà mình nấu trong các món nước dùng này thì mình có xào sơ qua để cho nấm rơm nó được thơm. Nấm thơm rồi đó. Rồi, mình sẽ cho toàn bộ vào trong nước dùng. Đúng rồi. Rồi. Khoảng chừng nửa muỗng canh màu dầu điều. Phần hành tím còn lại thì mình cũng sẽ cho vào đây hết luôn cô ha. Đúng rồi. Rồi. Cái màu rất là đẹp và mùi rất là thơm. Và bây giờ mình cũng sẽ cho giặt cô luôn vô luôn cô ha. Đúng rồi, xào cho thơm. Cho cái phần đây là thịt cua rỉa. Trong món ăn này thì chúng ta sẽ xào cái phần gạch cua cũng như là thịt cua trước để tạo mùi vị thơm ngon cho món ăn. Rồi, nêm gia vị giùm cô luôn. 1/3 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon heo, phần càng cua. Mỗi người một càng nha. Dạ. Yeah. Bây giờ là cô nêm gia vị vào trong nồi nước dùng này nha. Cho 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon heo, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và đường phèn, 1 muỗng rưỡi cà phê. Sẽ đổ toàn bộ cái phần gạch cua. Bây giờ phần giò heo chín rồi thì chúng ta sẽ vớt ra, mình sẽ ngâm vào trong cái nước lọc á. Xong hết rồi đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần bánh phồng tôm vô. Đó, cái này là trend nè, đó, cái này là xu hướng nè. Đó. Mình nấu sôi khoảng chừng 4 phút thôi thì bánh phồng tôm này sẽ mềm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ pha khoảng chừng 3 muỗng canh bột năng. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong cái nồi bánh canh này để tạo cho cái độ sánh cho cái phần nước bánh canh nha các bạn. Dạ. 1 muỗng canh màu dầu điều nữa nha em. Cho vào đây là nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu nữa. Như vậy là chúng ta thấy là món ăn vừa nhanh nè, vừa hấp dẫn nè, mà lại vừa bắt kịp xu hướng nữa. Ngay bây giờ mọi người có thể quét mã QR đang xuất hiện trên màn hình để có công thức nấu ăn của ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chúng ta trình bày món ăn nhé các bạn. Cô sẽ đặt lên hai cái miếng giò heo luộc này nè. Ít hành với lại ngò rí nha. Rắc một chút xíu tiêu. Rất là ngon. Cái bánh phồng tôm á, khi mà mình ăn ở đây á, nó tạo ra một cái vị rất khác biệt so với cái sợi bánh canh chúng ta hay làm. Nước dùng á, thì thơm, ngọt và rất là đậm đà luôn. Thịt á, thì sần sật, tôm cũng sần sật, thịt cua thì thơm lừng. Nói chung á, đây là một gọi là tuyệt phẩm nhân gian mà mọi người nên làm tại nhà. Để đạt hiệu quả dinh dưỡng á, thì chúng ta nên kết hợp món ăn này theo thực đơn tham khảo dưới đây nhé.
hàng ngàn công thức đã có trên Món Ngon Mỗi Ngày rồi, nhưng chưa bao giờ Món Ngon Mỗi Ngày dừng sáng tạo. Món ăn của ngày hôm nay là như thế, vừa sáng tạo vừa bắt kịp xu hướng, rất là ngon, hấp dẫn mà lại dễ làm. Các bạn hãy tham khảo trong website của Món Ngon Mỗi Ngày để cùng cập nhật tất cả những món ăn ngon bắt kịp xu hướng của giới trẻ và thực hiện ngay tại nhà nhé. Ngoài ra thì còn có những kênh quen thuộc khác để cho tất cả các bạn tham khảo. Chúc mọi người thành công.